Bản tin VOA Express Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Việt Hùng xin kính chào quý vị và các bạn. Tình hình đại dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh. Người dân phản ứng tiêu cực về việc tiêm vaccine mũi 3 và mũi 4. Nhiều tiếng nói bức xúc đòi Quốc hội bỏ thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng dầu. Sáng kiến đánh giá nhân quyền cho biết chất lượng cuộc sống của người dân tốt hơn nhưng vẫn ít tự do ở Việt Nam. Sau đây là phần nội dung chi tiết. Một báo cáo thường niên của Tổ chức Sáng kiến đánh giá nhân quyền mới được công bố cho thấy Việt Nam có tiến bộ trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân nhưng vẫn tụt hậu so với các nước trong khu vực về mức độ tự do dân sự và chính trị. Báo cáo của tổ chức có trụ sở tại New Zealand được thành lập bởi một nhóm các nhà nghiên cứu và thực hành nhân quyền đánh giá tình trạng thực thi quyền con người ở các quốc gia trên thế giới dựa trên tổng số 13 quyền được phân chia thành 3 tiêu chí chính gồm chất lượng cuộc sống, sự an toàn trước nhà nước và sự trao quyền cho người dân. Việt Nam đạt được 5,3 trong tổng điểm 10 về an toàn trước nhà nước, trong đó sáng kiến đánh giá nhân quyền đánh giá rằng các quyền không bị bắt tùy tiện, kết án tử hình cũng như tra tấn và đối xử tồi tệ đều ở mức tệ ở Việt Nam. Điểm số trao quyền của Việt Nam là 3 trên 10, cho thấy nhiều người không được hưởng các quyền tự do dân sự và chính trị, bao gồm tự do ngôn luận, hội họp và hiệp hội và các quyền dân chủ, sáng kiến đánh giá nhân quyền viết trong báo cáo. Mặc dù khan hiếm thực phẩm không phải là một vấn đề lớn ở Việt Nam, nhưng an toàn thực phẩm là một trong những vấn nạn hàng đầu ở quốc gia Đông Nam Á. Theo số liệu của Bộ Y tế, Việt Nam là một trong những nước có tỷ lệ ung thư tăng cao nhất thế giới và nguyên nhân chính cho những căn bệnh ung thư hàng đầu là do thực phẩm bẩn. Trong những ngày gần đây, sau khi giá xăng ở Việt Nam tăng liên tiếp và đạt mức kỷ lục gần 33.000 đồng một lít hôm 21 tháng 6, nhiều doanh nhân, chuyên gia kinh tế và người dân liên tiếp lên tiếng đề nghị Quốc hội xem xét giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đánh vào xăng dầu, theo quan sát của VOA. Báo Dân Việt hôm 26 tháng 6 đăng bài đánh thuế tiêu thụ đặc biệt xăng dầu, đừng vin vào thất thu ngân sách để giá xăng tăng ầm ầm, tập trung vào vấn đề giá xăng cao tác động tiêu cực tới giá cả hàng hóa, lạm phát và đời sống của người lao động. Nhưng người cầm quyền chưa bỏ thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng dầu, phải chăng vì sợ thất thu ngân sách? Ông Lê Duy Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam, thẳng thừng nhận xét với Dân Việt rằng thuế tiêu thụ đặc biệt xăng dầu hiện nay đã lạc hậu, không thể nào áp dụng cho sản phẩm thiết yếu, đầu vào cho sản xuất kinh doanh như xăng dầu được. Đây cũng là quan điểm mà nhiều doanh nhân, chuyên gia kinh tế và người dân đưa ra trên báo chí trong nước và mạng xã hội trong nhiều ngày nay. Hôm 23 tháng 6, trong một cuộc họp với Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam, Bộ trưởng Tài chính nói giảm thuế sẽ ảnh hưởng đến chính sách tài khóa nhưng sẽ kích cầu và phát triển kinh tế và lưu ý rằng việc giảm thuế tiêu thụ đặc biệt phải trình Quốc hội theo quy định trong luật thuế tiêu thụ đặc biệt. Mặc dù có nhiều lời kêu gọi giảm thuế như kể trên, tuy nhiên theo quan sát của VOA, nhiều người dân nói trên mạng xã hội rằng họ không thấy có hy vọng gì về việc Quốc hội sẽ lắng nghe và hành động theo những đề nghị đó. Bộ máy y tế tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết ít người dân của thành phố đồng ý tiêm mũi 3, mũi 4 vaccine ngừa COVID-19 theo báo chí trong nước trong một vài ngày gần đây. VOA quan sát thấy trên mạng xã hội, nhiều người nói họ phản đối việc chính quyền ép dân tiêm vaccine. Một số thậm chí nêu nghi vấn phải chăng đây là mưu đồ tiêu thụ vaccine giống như vụ scandal Việt Á bắt tay với các cơ quan y tế để tiêu thụ các bộ xét nghiệm COVID-19 đã xảy ra trước đây. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh hôm 24 tháng 6 đã ra văn bản yêu cầu các địa phương trong thành phố tiêm hết vaccine đã được phân bổ, không để xảy ra tình trạng hủy vaccine do hết hạn sử dụng. Đồng thời, chính quyền thành phố cũng nêu rõ rằng những người dân đã được vận động tiêm mà không đồng ý tiêm phải ký giấy cam kết và chịu trách nhiệm nếu để lây lan dịch bệnh. Yêu cầu này của chính quyền thành phố đã gây ra những phản ứng bất bình trong dư luận, theo quan sát của VOA. Nhiếp ảnh gia Nguyễn Sơn, tức Na Sơn, Facebooker có hơn 125.000 người theo dõi và nữ doanh nhân Lê Hoài Anh với 1,3 triệu người theo dõi liên hệ việc chính quyền thúc giục người dân tiêm vaccine hiện nay với chương trình xét nghiệm hàng loạt hồi năm ngoái đã có kết cục là vụ scandal Việt Á thổi giá các bộ xét nghiệm làm cho hàng chục quan chức bị tống giam.
Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Jong đã có cuộc gặp với Thủ tướng Phạm Minh Chính vào thứ Hai ngày 27 tháng 6 tại Hà Nội. Bà Jong bắt đầu chuyến thăm bằng cuộc gặp với người đồng cấp Việt Nam Bùi Thanh Sơn để thảo luận về việc thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực thương mại và biến đổi khí hậu. Bà cũng đến chào xã giao Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Bà Jong dự kiến sẽ khởi hành từ Hà Nội đến Malaysia vào thứ Ba ngày 28 tháng 6. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Để nhận các thông báo video mới nhất trên kênh YouTube của chúng tôi, sau khi nhấn đăng ký subscribe, xin hãy nhấn vào hình chuông bên góc phải ngay dưới video. VOA liên tục cập nhật các thông tin trung thực đa chiều về tình hình Việt Nam và thế giới. Sau đây là phần phóng sự tường trình từ Việt Nam. Tỉnh Sông Bé được thành lập năm 1976 trên cơ sở sáp nhập 3 tỉnh Bình Dương, Bình Long và Phước Long. Đầu năm 1997, tái lập tỉnh Bình Dương và Bình Phước, trong đó Bình Dương có địa giới giống tỉnh Bình Dương cũ. Và sau tái lập, tỉnh Bình Dương phát triển nhanh với hàng loạt khu công nghiệp. Nhưng mà nó có một cái môi trường với ô nhiễm quá, bệnh tật quá. Bệnh tật quá, môi trường ô nhiễm quá. Cái đó thì tất nhiên là phải đánh đổi thôi. Đấy, có hai cái nó nổi lên như vậy. Ngày xưa thì dân thưa, kinh tế chậm phát triển. Nhưng mà môi trường nó trong sạch, sạch lắm. Cả cái tỉnh Sông Bé có mỗi cái bệnh viện chút xíu ở trong cái dốc này, chẳng có ai nằm. Ông đi thăm bệnh nhân mà ở bệnh viện thì chẳng có ai nằm. Nhưng bây giờ bệnh viện mọc lên như nấm vậy. Bệnh viện tư nhân, bệnh viện nhà nước quá trời luôn. Mà cứ để gắt. Phải nói rằng bệnh tật quá, môi trường ô nhiễm quá. Nhiều đất đai nông thôn Bình Dương giờ được chuyển dần qua cho xây cất hạng xưởng, xí nghiệp, giúp thu nhập khấm khá hơn. Nói chung là hầu đó ai cũng cực khổ, ai cũng nghèo. Rồi bắt đầu có đất có đai, rồi người sang sẻ, rồi xí nghiệp vô đây mới phát triển. Chứ hầu đó nghèo, 10 phần nghèo hết rồi là 9 phần 9 rồi. Chứ không có khổ lắm. Còn nhất là năm 78, đói luôn. Đói dữ lắm, nhà ai cũng đói. Nói chung là 10 nhà đó, 9 nhà rồi, khổ cực lắm. Nói ngay là ba xã này là chịu nặng nề. Đi hầu đi cũng có một cái gánh, về cũng có một cái gánh. Giờ thì nhiều con đường làng đã thành đường nhựa khi xóm ấp miền quê được đô thị hóa với nhiều khu nhà xây cất mới để đáp ứng chuyện cung cầu khi người dân tứ xứ tụ về đây mưu sinh theo đúng nghĩa đất lành chim đậu, phát triển công nghiệp nên nghề chén thủ công ở xứ này cũng dần mai một. Giờ người ta đâu có làm lò chén này hầu đó đâu. Lò chén hầu nó cực lắm, giờ dẹp hết rồi, giờ thay đổi hết rồi, đi bằng xí nghiệp. Đi có nhiều người đi bằng cơ quan, có nhiều người đi làm mà đồ xuất khẩu, đó, giờ ta giàu chết mồ luôn, đâu có làm ba cái đồ này nữa. Giờ thay đổi nhà lầu không mà, chứ giờ họ dẹp ba cái nghề chén rồi, con chứ nghiệp này kia cái nọ rồi, đâu có còn làm nữa. Gánh hàng chén giờ cũng hiếm hoi và trong ký ức bậc lão niên thì một thời đó vẫn là câu chuyện nhớ kể nhắc về. Ba xã này nè, xã Phú An, xã An Điền, xã An Tây, hầu đó ba xã này là khổ lắm, đậu bơm đậu đạn chết biết bao nhiêu, rồi có người gia đình chết, còn có người hai người chạy như ở, rồi giải phóng rồi chạy về gia đình, bởi vậy nội xã này mà ba xã này mẹ anh hùng nhiều lắm, với liệt sĩ nhiều lắm, đi đồng là cách mạng không rồi. Sau gần nửa thế kỷ, giờ thì đất đai của nhiều xã miền quê từng nghèo khó vì đàn bơm chiến tranh ở Bình Dương hồi nào đã được quy hoạch làm khu công nghiệp, khu đô thị. Thị xã Tĩnh Lỵ, Thủ Dầu Một giờ là thành phố trung tâm của tỉnh Bình Dương. Và sau đây là phần tin quốc tế. Bộ Quốc phòng Nga ngày 27 tháng 6 bác bỏ trách nhiệm về vụ phi đạn bắn trúng một tòa nhà dân cư ở Kiev cuối tuần qua, cho rằng nguyên nhân có thể là do hệ thống phòng không của Ukraine bị lỗi. Nhiều phi đạn hôm 26 tháng 6 đã tấn công thủ đô Kiev của Ukraine lần đầu tiên sau nhiều tuần lễ. Ukraine nói một khu chung cư và một địa điểm gần trường mẫu giáo đã bị tấn công. Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng các vụ tấn công này là bằng chứng rõ ràng hơn về sự man rợ của Nga trong cuộc tấn công chống lại Ukraine. Trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Nga ngày 27 tháng 6 nói họ đã bắn 4 phi đạn trúng mục tiêu của họ là một nhà máy sản xuất vũ khí ở Kiev và cho rằng hệ thống phòng thủ phi đạn Buk của Ukraine đã đánh chặn nhầm một phi đạn phòng S-300 do Ukraine khai hỏa, sau đó rơi xuống một tòa nhà dân cư.
Moscow đã nhiều lần phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào các khu vực dân sự, bất chấp những hình ảnh phổ biến về các tòa nhà dân cư bị phá hủy. Liên Hợp Quốc ước tính có ít nhất 4.731 dân thường đã thiệt mạng kể từ ngày 24 tháng 2. Cũng trong ngày 27 tháng 6, Cảnh sát Quốc gia Ukraine công bố đoạn video chiếu quang cảnh sau một cuộc tấn công bằng phi đạn vào một khu dân cư tại một ngôi làng ở Odessa. Theo cảnh sát, 3 ngôi nhà riêng đã bốc cháy và 8 thường dân bị thương vì các mảnh đạn. Video cho thấy cảnh sát và công binh đang làm việc tại địa điểm pháo kích và người dân địa phương đau khổ bên cạnh những ngôi nhà bị phá hủy của họ. Hai phi đạn của Nga lao vào một trung tâm mua sắm đông đúc ở thành phố Kremenchuk, miền trung Ukraine hôm 27 tháng 6. Ít nhất 11 người thiệt mạng và 50 người bị thương, các quan chức cấp cao của Ukraine cho biết. Cuộc tấn công đã gây ra một đám cháy lớn và tạo ra khói đen cuồn cuộn, theo đoạn video do Tổng thống Volodymyr Zelensky công bố. Một phóng viên Reuters đã chứng kiến phía bên ngoài cháy đen của một khu phức hợp mua sắm với mái nhà bị sập. Các nhân viên cứu hỏa và binh lính kéo những mảnh kim loại cong vẹo để tìm kiếm những người sống sót. Ông Zelensky cho biết có hơn 1.000 người đang ở trung tâm mua sắm vào thời điểm xảy ra vụ tấn công. Ông không đưa ra chi tiết về thương vong, nhưng nói thậm chí không thể tưởng tượng được con số nạn nhân. Ông Dmytro Lunin, thống đốc khu vực cho hay, không có nhiều khả năng tìm kiếm được nhiều người sống sót trong đống đổ nát còn đang cháy âm ỉ, bởi vì đó là một đám cháy lớn và có rất nhiều khói. Ông nói không có mục tiêu quân sự nào gần đó mà Nga có thể nhắm tới. Ông Kirill Tymoshenko, phó tránh văn phòng tổng thống cho biết, chiến dịch cứu hộ đang được tiến hành và 9 trong số những người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch. Kremenchuk, một thành phố công nghiệp có dân số 217.000 người trước khi Nga xâm lược Ukraine vào ngày 24 tháng 2, nằm trên sông Dnipro ở vùng Poltava và là nơi đặt nhà máy lọc dầu lớn nhất của Ukraine. Hiện chưa có bình luận tức thời từ phía Nga. Moscow thường phủ nhận việc cố tình nhắm mục tiêu vào thường dân. Người dân ở Warsaw tụ tập để xem một xe tăng Nga và một khẩu pháo tự hành bị lực lượng Ukraine tịch thu được trưng bày tại thủ đô Ba Lan hôm 27 tháng 6. Theo thông tin do Bộ Quốc phòng Ukraine cung cấp và được trưng bày cùng với pháo thu được, xe tăng T-72B bị hủy hoại trong trận đánh xe tăng ở quận Bukha gần Kiev, trong khi lựu pháo 2S-19 MSTAS tịch thu được ở khu vực phía bắc Sumy. Các lực lượng Nga hôm 27 tháng 6 bắn phá Lysychansk, thành phố lớn cuối cùng vẫn do quân đội Ukraine chấn giữ ở phía đông tỉnh Luhansk sau sự thất thủ của thành phố láng giềng Severodonetsk vào cuối tuần qua. Nga chuyển trọng tâm cuộc xâm lược sang phía đông Ukraine sau khi bị kháng cự dữ dội khiến nước này không thể chiếm được thủ đô Kiev. Ông James, một luật sư 56 tuổi đến từ Oregon, Hoa Kỳ nói: "Chúng tôi đã nhìn thấy và đã phá hủy nhiều chiếc xe tăng đó. Chúng tôi đã chiến đấu cùng quân đội Ukraine trước khi đến Ba Lan. Tinh thần vẫn rất cao. Người Ukraine đang chiến đấu vì nhà cửa và gia đình của họ." Từ lâu, nghi ngờ ý định của Nga ở Trung và Đông Âu, Ba Lan tự xem mình là một trong những đồng minh trung thành nhất của Kiev kể từ khi lực lượng của Tổng thống Nga Vladimir Putin xâm lược Ukraine vào ngày 24 tháng 2. Điện Kremlin nói họ đã phát động một chiến dịch quân sự đặc biệt để loại những người theo chủ nghĩa dân tộc cực hữu và đảm bảo an ninh cho Nga. Kiev và phương Tây nói đây là lý do vô căn cứ cho một cuộc chiến tranh xâm lược đã giết chết hàng nghìn người, khiến hàng triệu người phải chạy trốn khỏi Ukraine, phá hủy các thành phố và đẩy giá lương thực và năng lượng lên cao. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky họp với các lãnh đạo thế giới về cuộc chiến ở Ukraine trong ngày thứ nhì của hội nghị thượng đỉnh G7 hôm 27 tháng 6. Phát biểu trực tuyến trước các nhà lãnh đạo Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật, Anh và Mỹ, Tổng thống Zelensky yêu cầu cấp cho Ukraine các hệ thống phòng không và đảm bảo an ninh thêm nữa, cũng như đề nghị chế tài Nga hơn nữa, một quan chức châu Âu cho biết. Cuộc xâm lược của Nga tại Ukraine và suy thoái kinh tế toàn cầu như giá năng lượng và lương thực tăng vọt đã chi phối hội nghị thượng đỉnh năm nay của lãnh đạo các nước G7. Trước đó, Thủ tướng Đức và là nước chủ nhà của G7, ông Olaf Scholz, tuyên bố các nước đoàn kết ủng hộ Ukraine chống lại sự xâm lược của Nga. Ngày 27 tháng 6, Scholz chào đón đại diện của những quốc gia được G7 vươn ra tiếp cận và các tổ chức quốc tế tại sân tòa lâu đài Schloss Elmau thuộc bang Bavaria của Đức. Các nguyên thủ của Ấn Độ, Indonesia, Nam Phi, Senegal và Argentina là một phần của chương trình tiếp cận năm nay. Sau khi chụp ảnh với các nhà lãnh đạo G7, cả nhóm tiếp tục ăn trưa và làm việc. Bên lề ngày 27 tháng 6, phu nhân của một số nhà lãnh đạo bao gồm phu nhân của Tổng thống Pháp, bà Brigitte Macron và phu nhân của Thủ tướng Anh, bà Carrie Johnson
đã gặp nhau để đi ngắm cảnh Bavaria và dành thời gian tại nhà hàng Emmanuel Arm, trong khi những người biểu tình ở thị trấn Krems gần đó đạp xe đến lâu đài để yêu cầu có nhiều hành động hơn về khí hậu. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 27 tháng 6 tuyên bố NATO sẽ tăng mạnh lực lượng trong tình trạng sẵn sàng cao lên hơn 300.000 người. Phát biểu với báo giới trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO ở Madrid vào cuối tuần này, ông Stoltenberg nói: Chúng tôi sẽ chuyển đổi lực lượng phản ứng của NATO và tăng quân số lượng lực lượng sẵn sàng cao của chúng tôi lên hơn 300.000 người. Lực lượng phản ứng nhanh của NATO đến nay có khoảng 40.000 quân. Tại hội nghị thượng đỉnh Madrid, NATO cũng sẽ thay đổi ngôn ngữ của mình về phía Nga, mà trong chiến lược cuối cùng của Liên minh từ năm 2010 vẫn được coi là một đối tác chiến lược. Ông Stoltenberg cho biết sẽ gặp các nhà lãnh đạo NATO, Thổ Nhĩ Kỳ, Phần Lan và Thụy Điển vào ngày 28 tháng 6 trước hội nghị thượng đỉnh ở Madrid để thảo luận về các nỗ lực gia nhập Liên minh của các nước Bắc Âu. Tôi sẽ không đưa ra bất kỳ lời hứa nào, nhưng tôi chỉ có thể trấn an rằng chúng tôi đang làm việc tích cực để đảm bảo tiến độ. Khu quảng trường quốc gia, nơi tập trung hầu hết các bảo tàng lớn ở trung tâm thủ đô Washington DC, vào tối muộn ngày cuối tuần 25 tháng 6. Rất nhiều người, hầu hết là giới trẻ, tề tựu về đây để thưởng thức những chương trình âm nhạc ngoài trời và một số hoạt động thể thao văn hóa khác. Nhưng trọng tâm của chương trình là hoạt động đi thăm các bảo tàng vào tối muộn, một cơ hội hiếm trong năm, thường được Smithsonian, đơn vị quản lý điều hành hệ thống bảo tàng ở thủ đô Mỹ, tổ chức vào mỗi dịp hè để thu hút nhiều hơn nữa giới trẻ. Tôi thấy đây thực sự là một cơ hội tuyệt vời để khám phá các bảo tàng ở đây. Sau khi thăm thú bảo tàng, bạn có thể thưởng thức âm nhạc hay thậm chí là tập yoga ngay trong khuôn viên các bảo tàng. Tôi đã có thêm được rất nhiều bạn bè trong chương trình này ngày hôm nay. Tôi cũng nghĩ đây là một cơ hội tuyệt vời khi bạn có thể tới đây muộn hơn, đặc biệt là trong ngày hè nắng nóng như thế này. Riêng trong ngày 25 tháng 6, toàn bộ hệ thống bảo tàng dưới sự điều hành của Smithsonian mở cửa tới nửa đêm để đón khách tham quan. Sau đó trong tháng 7 và tháng 8, trước khi năm học mới bắt đầu, những chương trình tham quan bảo tàng buổi tối tới 11 giờ khuya vào dịp cuối tuần sẽ tiếp tục được tổ chức để phục vụ học sinh, sinh viên và tất nhiên là cả các du khách nếu họ cảm thấy hứng thú. Thật là một hoạt động tuyệt vời, bạn hãy nhìn xung quanh mà xem, mọi người đều tỏ ra rất thích thú khi tới đây khám phá một điều gì đó mới lạ và nhìn những bảo tàng rực rỡ vào buổi tối mà xem, thật là đặc biệt. Bên cạnh những chương trình ca nhạc sôi động ngoài trời thu hút sự quan tâm của rất nhiều bạn trẻ, hình ảnh những khu bảo tàng rực rỡ sắc màu vào buổi tối đã gây ấn tượng không nhỏ cho nhiều người, đặc biệt là những du khách có mặt tại thủ đô nước Mỹ trong dịp này. Washington DC là nơi tập trung rất nhiều bảo tàng, với hơn 70 bảo tàng độc đáo quy mô, và đây cũng là điểm thu hút và dừng chân của mọi du khách đến tham quan thủ đô nước Mỹ, nhất là vào dịp hè. Chuyên gia gỡ mìn người Ukraine Mykhailo Ilyev đang dọn dẹp số mìn Nga cài lại xung quanh khu vực quân Ukraine vừa giải phóng thuộc khu vực phía bắc nước này. Anh cho biết chưa bao giờ thấy nhiều mìn đến thế. Chúng tôi đã phá hủy được hơn 20.000 vật liệu nổ. Bây giờ thì chúng tôi đang dọn dẹp mìn tại những ngôi làng mà quân Nga từng chiếm đóng để người dân có thể yên tâm trở về nhà một cách an toàn. Anh cùng với nhóm của mình phải làm việc từ sáng tới khuya, 7 ngày một tuần. Patron, chú chó sục giống Jack Russell của anh, rất hữu ích trong việc phát hiện mìn. Chú đã trở thành một hiện tượng toàn cầu và nhận được giải thưởng từ Tổng thống Ukraine Zelensky. Khi mà máy dò kim loại bật lên, nó sẽ phát ra một loại tín hiệu nhất định. Chú chó Patrol sẽ tập trung lắng nghe và sẽ phát hiện ra nếu tín hiệu tăng lên và khi nào máy dò báo động, chú ta sẽ bắt đầu đào. Ilyev cùng với nhóm của mình đang thực hiện cái mà họ gọi là hoạt động giả phá bom mìn, phản ứng ngay khi nhận báo cáo về chất nổ do người dân gửi đến. Giai đoạn tiếp theo là giả phá bom mìn nhân đạo, đảm bảo an toàn cho khu vực.
Đó là hình thức giả phá bom mìn tốn rất nhiều thời gian, và kết quả là đất đai được làm sạch để trả lại cho người dân. Có một số nhóm đang hoạt động trong vùng. Bên cạnh Hiệp hội giả phá bom mìn Ukraine, còn có tổ chức quốc tế Halo Trust. Halo đã có mặt tại Ukraine từ trước. Chúng tôi đã tuyển dụng 430 người. Chúng tôi đã làm việc ở đó từ năm 2016. Vì vậy, tôi đã đến thăm chương trình của mình và để xem chúng tôi có thể điều chỉnh như thế nào trong bối cảnh xung đột hiện tại. Vì vậy, chúng tôi thực sự đang chuyển từ chỉ làm việc ở Donbass sang bây giờ làm việc trên khắp cả nước. Dịch vụ khẩn cấp quốc gia cho biết, không chỉ những con đường và cánh đồng bị giải mìn, mà còn là những khu dân cư, ô tô, thậm chí cả nghĩa trang. CEO của Halo Trust James Cohen cho biết họ đang tìm kiếm tất cả các loại vật liệu nổ. Có nhiều loại khác nhau, từ địa lôi, bom, đạn pháo, đạn rocket, mìn bẫy và rất nhiều loại khác nữa. Đây là một quá trình tốn kém, nguy hiểm và mất thời gian. Phải tốn tới hàng trăm tỷ đô la, bởi để làm sạch mìn trong mỗi một mét vuông đất tốn khoảng 3-4 đô la. Hiện nay, người ta đang triển khai giả phá mìn nhân đạo trên một diện tích khoảng 132.000 km². Bộ Nội vụ Ukraine ước tính cần làm sạch gấp đôi diện tích kể trên và phải mất nhiều thập niên mới có thể hoàn thành việc giả phá bom mìn trên khắp Ukraine sau khi chiến tranh kết thúc. Trước khi Nga xâm lược Ukraine vào tháng 2, cơ quan tị nạn Liên Hợp Quốc cho biết đã có 89 triệu người bị buộc phải di tản trên toàn thế giới. Với cuộc di cư của người Ukraine, con số hiện đã lên đến 100 triệu người. Hãy nhớ rằng, giờ chúng ta hiện đang chú ý rất nhiều với Ukraine, nhưng Ukraine đến sau một loạt các trường hợp khẩn cấp khác. Báo cáo xu hướng toàn cầu mới của cơ quan này cho biết, năm cuộc khủng hoảng hồi năm ngoái chiếm gần 70% tổng số người phải di rời. Họ đến từ Syria, Venezuela, Afghanistan, Nam Sudan và Myanmar. Tại Afghanistan, 24 triệu người cần viện trợ nhân đạo, nền kinh tế đang trở nên tồi tệ. Và Taliban đang áp đặt nhiều hạn chế hơn đối với phụ nữ và trẻ em gái. UNHCR cho biết, tất cả những áp lực này đã khiến 2,7 triệu người Afghanistan phải ra đi. Cho nên người dân đang vượt biên, đôi khi có thị thực, nhưng hầu hết không có thị thực hay giấy tờ, đôi khi lên đến 20.000 người một ngày. Nhiều người bỏ trốn sang các nước láng giềng. Hơn 1 triệu người đã rời Ukraine để đến lánh nạn ở Ba Lan. Những người tị nạn không phải chạy càng xa cuộc xung đột càng tốt, mà càng gần càng tốt, và họ không phải đi càng lâu càng tốt, mà về càng sớm càng tốt. But as early as possible. Chỉ có 5,7 triệu người thất tán trong và ngoài nước trở về nhà hoặc nơi xuất xứ trong năm 2021. Trọng tâm của ngày tị nạn thế giới 20 tháng 6 năm nay là quyền mưu cầu bình an. Các quốc gia giàu có hơn có cách tiếp cận khác nhau về việc chào đón người tị nạn và người xin tị nạn. Người đứng đầu cao ủy tị nạn cho biết, ông hy vọng các quốc gia đó giờ hiểu mối quan hệ giữa bom đạn và loạn lạc. People flee because they're afraid. Mọi người bỏ chạy vì sợ hãi, không chỉ là người Ukraine. Người Syria đã chạy trốn bom đạn, người dân Tigray đã chạy trốn bom đạn, người dân ở Sahel chạy trốn bom đạn hoặc các cuộc tấn công tàn ác. Cho nên, nỗi sợ về sự mất an toàn là như nhau, cho dù bạn là người Ukraine hay người Nicaragua. Bất an vì sợ hãi và tình trạng bấp bênh, Irina Morikvas bỏ chạy khỏi Ukraine cùng con trai ngay sau khi Nga xâm lược. Bỏ chồng cô ở lại. Chúng tôi chỉ mang những thứ quan trọng nhất và vượt qua biên giới. Hiện ở Hà Lan, Marik Vaz, một nghệ sĩ đã cộng tác với UNHCR về emoji trên Twitter của Ngày Tị Nạn Thế Giới năm nay. Khi chúng ta mở cánh cửa ngôi nhà mình cho những người cần nó, chẳng hạn như những người tị nạn, những người cần giúp đỡ, chúng ta như mở rộng trái tim mình, bởi vì ngôi nhà là trái tim của gia đình. Heart of the family. Đối với hàng chục triệu người tị nạn và di tản trên toàn thế giới, họ cũng hy vọng tìm thấy một sự chào đón nồng ấm và an toàn. Giữa thiên nhiên hoang dã bên cạnh vách núi treo leo và thác nước hùng vĩ, một công trình công nghệ cao hiện đại vừa được trình làng.
vắt qua hẻm núi Dasbat, chiếc cầu thủy tinh dài 240 mét vừa được xây dựng ở khu vực miền nam của Georgia. Giữa công trình là một cấu trúc có hình dạng một viên kim cương, cách mặt đất 200 mét. Du khách đã bắt đầu đổ về đây, run rẩy sải từng bước đi trên các miếng kính trong suốt dưới chân. Con đường trong suốt mang lại một quang cảnh hiếm thấy của các rặng cây xanh rì bên dưới. Inba Aden là một blogger du lịch từng tham quan nhiều địa điểm hút hồn. Phải nói rằng đây là một trong những địa điểm tuyệt vời nhất mà tôi từng thấy trên thế giới. Công trình này khởi sự từ năm 2019 và được đầu tư 39 triệu đô la từ một công ty Israel tên là Kasland, chính thức mở cửa đón du khách từ giữa tháng 6 tới nay. Giá vé khởi điểm để đi qua cầu và tới các hẻm núi là 1 đô la. Đối với những người thích cảm giác mạnh và độ cao, đi xe đạp treo tại đây là một lựa chọn rất hấp dẫn. Thật tuyệt nhưng cũng điên rồ nữa, rất chắc, không ngã đâu, bạn cảm nhận được chiếc xe đạp, dây an toàn, cảm nhận được mọi thứ. Trung tâm du lịch tại hẻm núi Dasbat nhắm vào thị trường đang tăng trưởng gồm những người tìm kiếm những đích đến trong thiên nhiên hoang dã. Dự án này là ví dụ tuyệt vời nhất cho thấy chúng tôi đã tìm cách duy trì tính độc đáo của thiên nhiên thế nào và cùng lúc mang tới cho du khách một lĩnh vực du lịch sinh thái cực kỳ khác biệt và dĩ nhiên là rất an toàn. Các nhà đầu tư hy vọng địa điểm du lịch hút hồn này sẽ lôi kéo thêm nhiều du khách tới khu vực. Đây là một trong những khu nghỉ dưỡng ngoạn mục nhất mà chúng tôi từng thấy. Chúng tôi hy vọng mọi người sẽ tới đây, tận tay chạm vào, ngửi và thưởng thức vẻ đẹp này. Ngoài chiếc cầu thủy tinh, khu phức hợp Kasland còn bao gồm những con đường dẫn tới hẻm núi, thác nước, các phong cảnh hùng vĩ, một chiếc xích đu khổng lồ, các đường xe đạp treo, các ngôi nhà tranh và một khách sạn. Welcome to English in a Minute. This is a pan. We use it to cook. Maybe Anna and Jonathan are planning a dinner party. To pan out. Jonathan, do you have plans for spring break yet? I'm supposed to visit friends in Europe, but with travel restrictions and all, I'll have to see how things pan out. Well, if Europe doesn't pan out, come to my aunt's house. She's super mean, but she has tons of chickens. Thanks, Anna. To pan out means to happen or develop. Some things pan out the way you hope, but other things don't. This phrase comes from gold mining. People use special pans to search for gold in flowing water. And that's English in a Minute. Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí. Cảm ơn quý vị đã theo dõi tin tức VOA. Quý vị có thể cập nhật thông tin hàng ngày qua website voatiengviet.com, Facebook, Instagram VOA Tiếng Việt hoặc YouTube VOA Tiếng Việt Video. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.